Ơi. Em thích mập hay ốm? Đừng nói mập ốm ở đây. Em thích tròn. Tròn kìa. Thích tròn. Vô. Qua. Qua. Có luôn. Có luôn. Có luôn. Tròn là vô. Đó. Còn có gì nó dễ thương lắm chứ bộ. Trời ơi, tao nói hả, biên tập hay lắm nha. Chọn hai cái người tao nói còn do chứ còn nha. Còn do. Hai người này rất là hợp luôn nha. Bên kia dễ thương lắm đó. Bên kia cũng bút bếp lắm nha. Một cô gái trong thẳng, chưa có mối tình nào hết. Trắng trắng. Ăn giấy trắng. Còn anh ta chưa có gì đó còn không sao. Có gì yêu đương đang ngăn đường sao? Mấy mối rồi. Yêu có vài chục mối gì đâu. Tình trường em nè, hai mối tình. Hai mối. Mối tình đầu tiên em chấm được một năm. Một năm. Rồi, nhà gái cũng được ngồi nè. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi anh. Rồi, mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Huyền Linh, chị Ngọc Lan và các anh chị có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên là Bảo Ngọc, em năm nay 32 tuổi và em là một dược sĩ. Em đang sống ở đâu? Em sinh ra tại thành phố Hồ Chí Minh và em sống tại Bình Thạnh. Nhà trai nghe rõ chưa ạ? Rồi, mời nhà trai giới thiệu về mình cho nhà gái nghe. Dạ, chào quý vị khán giả và anh Huyền Linh, chị Ngọc Lan và bạn bên kia. Em tên là Hà Thảo Trung, năm nay em 39 tuổi. Em hiện tại đang sống làm việc Thủ Đức. Công việc của em hiện tại là giám sát an ninh và thuộc bộ phận hành chính nhân sự. Bây giờ thì mình cho nhà trai biết ưu điểm khuyết điểm của mình đi nhà gái. Em nghĩ ưu điểm của em đó là em là một người biết lắng nghe và em rất là hòa đồng với mọi người và sẵn sàng chia sẻ. Khá là nóng tính và em là một người phải đi chỗ khác để mà giữ bình tĩnh của mình. Cái khuyết điểm nữa đó là em chỉ là mới là phụ bếp, em chưa nấu ăn được. Phụ bếp với mẹ và mẹ chỉ đâu thì em đánh đó. Rồi, không sao, có bồ tự khắc biết nấu ăn hả? Dạ. Còn mình sao nè? Ưu điểm của em là biết nấu ăn, đi chợ nhưng không biết trả giá. Bên kia trả, bên kia biết nấu thì bên kia trả. À, sạch sẽ, gọn gàng, thích thú cưng. Tại em có từng học cao đẳng lâm nghiệp, khoa thú y. Còn khuyết điểm của em là thức khuya dậy sớm, hay đi nhanh, nói nhanh, giống như em đi bộ nhanh á. Đi bộ nhanh hả? Dạ, đi bộ cũng khi em đi nhanh. Đi nhanh như nói vậy đó. Trời ơi. Cũng có khuyết điểm là hay trả lẻ. Giống như em đi chợ, cô kêu cô bảo là ủng hộ cô thì mua cho cô này thì hơi mua cho mỗi người 50 ngàn. Khỏi bất lắm ai à. Hay trả lẻ là không thích trả giá. Rồi. Trả giá chi thật ra, vâng. Mà nếu mình có điều kiện nhiều thì khỏi trả giá. Người ta có lời thêm vài ba ngàn thì thôi tặng luôn đúng không? Ừ. Công sức của người ta. Bây giờ mình nói chuyện về tình yêu đi. Nhà gái là tình duyên như thế nào nè? Thật ra thì từ hồi em tốt nghiệp đại học và em đi làm suốt tới giờ em vẫn chưa có mảnh tình bắt vai nào. Ô, trời ơi, lại là một trang giấy trắng. Ra trường đi làm thì cái môi trường nó cũng là các chị là nhiều và các chị cũng lập gia đình. Thành ra là môi trường nó cũng không giúp em có thêm một bản tình bát vai. Nhưng mà có bao giờ em thấy những cặp đôi người ta đi chơi với nhau, người ta chăm sóc cho nhau mà em thèm thuồng có được cái cảm giác vậy không? Em cũng thích lắm nhưng mà nó không tới với mình thì biết làm sao. Cảm giác gì với con trai không? Tất nhiên là có rồi anh, nhưng mà mình thích người ta thì phải có đá lông nhiêu hay là có nắm tay hay là có biểu hiện gì đó. Nhưng mà với em thì bình thường. Em có đá lông nhiêu với ai chưa? Dạ rụng hết rồi. Đá rụng luôn hả? Dạ. Mà tao không đá lại hả? Dạ vâng. Em đá kiểu sao đâu, em đá lại anh coi thử coi. Đó là chớp chứ không phải đá. Chị Lan hỏi là động lực nào mà em lên đây nè? Từ khi nào mà em cảm thấy là mình cần phải có một người đàn ông bên cạnh, khi nào? Dạ thì em thấy là năm nay em cũng 32 tuổi rồi. Bố mẹ em cũng hỏi là tại sao mình vẫn chưa có ai, vẫn chưa có anh nào đưa rước. Thì em cảm thấy đúng là mình phải thay đổi mình thôi. Mình không thể nào mà mình vô tư như vậy được. Đúng rồi. Nên là em tới đây. Rồi. Vậy thì bây giờ em thích người sao? Đúng rồi, giờ mong muốn có bồ sao nè? Bồ sao? Em nghĩ đó là một anh bình thường. Anh bình thường là anh sao? Chứ diễn gì là không có ai mà muốn quen một người bất thường hết đó. Không, cũng có người quen muốn quen người bất thường á. Đôi khi người bất thường nó cũng vui lắm. Biết quan tâm phụ nữ, biết yêu thương gia đình, và không nên gia trưởng với gia đình. Tính em cũng nóng mà anh đó gia trưởng quá thì đúng à? Dạ. Trời ơi. Em thích mập hay ốm? Đừng nói mập ốm ở đây. Em thích tròn. Tròn kìa. Thích tròn. Vô. Qua. Qua. Có luôn. Có luôn. Còn là vô. Đó. Rồi có duyên nó dễ thương lắm chứ bộ. Trời ơi, tao nói hả, biên tập hay lắm nha. Chọn hai cái người tao nói còn do chứ nha. Còn do. Hai người này rất là hợp luôn nha. Bên kia dễ thương lắm đó. Bên kia cũng bút bếp lắm. Dạ. Một cô gái trong trắng, chưa có mối tình nào hết. Trang giấy trắng hả? Trang giấy trắng. Còn anh ta chưa có gì đó còn không sao.
đó là yêu đương lan nhăng. Tình trường thì... sao mấy mối rồi? Yêu có vài chục mối gì đâu. Tình trường của em là hai mối tình. Hai mối. Mối tình đầu tiên em quen được một năm. Một năm. Rồi cô ta là mẹ anh thân. Rồi cô ta bị tai nạn rồi qua đời. Rồi. Dạ. Rồi mối tình thứ hai em quen cách đây cũng gần một năm. Qua ứng dụng hẹn hò thì em phát hiện cô ta có mối quan hệ ngoài luồng, cô ta lan nhăng em chia tay, cũng là mẹ đơn thân. Mẹ đơn thân. Dạ. Vậy là em quen hai mối tình đó đều là mẹ đơn thân hết. Dạ. Còn bây giờ mối thứ ba là đơn chiếc, chưa có gì hết trơn á. Thấy anh rất là xúc động khi mà nhắc rồi. Về người yêu đầu tiên hả? Ừ. Dạ. Chia buồn với anh ha. Dạ. Rồi bây giờ mình bỏ qua chuyện đó đi ha. Cái hình mẫu á, một người sắp tới như thế nào? Bình thường và giản dị. Ừ. Biết ghen, nhưng mà ghen quá. Để hai người gặp nhau. Đúng. Nói chuyện đi, em đi với ai? Dạ em đi một mình. Một mình. Rồi có ông ngoài cũng lo. Cô gái đi với ai cưng? Dạ em đi với bố mẹ và em gái. Nhà gái. Chào cô chú. Thấy nhà trai sao? Đầu tiên thì tôi xin chào chú Quyền Linh và cô Ngọc Lan là hai MC của chương trình. Dạ, con chào cô. Thì từ nãy giờ tôi ngồi tôi nghe thì tôi muốn hỏi một câu là hồi nãy cậu nói chuyện hơi nhỏ với hơi nhanh, thành ra tôi nghe không rõ là cậu đang làm cái gì. Dạ, con xin thưa là con làm hành chính nhân sự, giám sát an ninh thuộc học hành chính nhân sự con. Hành chính nhân sự dạ. Con. Rồi con ở đâu hiện giờ, con đang ở đâu? Dạ, con ở Bình Thuận nhưng con đang sống và làm việc ở Thủ Đức. Rồi bố mẹ con còn đủ không? Dạ, ba con mất 20 mấy năm rồi. Còn con ở với mẹ con. À. Dạ. Những cái gì tôi hỏi về cái nhân thân của em, của con trai này thì tôi cũng đã biết rồi. Yeah. Thì cha mẹ nào già rồi cũng muốn cho con yêu bề gia thất hết. Yeah. Rồi sau nữa là tôi cũng muốn là có kết một cái mối tham giao mới. Ví dụ như là có thể biết cha mẹ của con hay này kia. Và cuối cùng thì tôi cũng hy vọng rằng nếu mà được thì cái chương trình này thì của gái tôi kết thúc có hậu. Yeah. Rồi xin chân thành cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô chú. Thật ra về nhân thân á, chúng ta hoàn toàn yên tâm, chương trình cũng đã xem rồi. Bạn trai nói về nhân thân gia đình á thì mình lại càng an tâm hơn nữa. Rồi bây giờ thì mình mở rào thôi. Đúng rồi, mở rào. Chuyện còn lại là của em đó. Dạ. Anh muốn quà tặng mình gửi anh. Đứng hai đứng bưng kế bên cái coi. Hợp nhau từ người tới món quà luôn. Ăn mở đi. Thắt lưng anh. Thắt lưng hả? Dạ. Rồi cô coi thắt dừa không? Rồi bây giờ nhà gái thắt cho nhà trai đi coi có dừa không? Nó thử coi coi. Mình phải có trách nhiệm với món quà của mình chứ trời. Hai người rất hợp nhau nha. Làm sao tiếp nữa không? Tập thể dục nhiều à. Nhiều chút xíu nha. Dạ. Hợp lý ha. Dạ. Quá hợp, quá đẹp. Hai đứa nhìn cưng lắm nha. Bước miếp ngang nhau luôn á. Chúng ta trò chuyện với nhau nào. Em thấy anh thế nào? Chững chạc hơn em. Dạ. Tình trường hơn em. Nhưng mà tình trường của anh nó gồ ghề mà nó lận đận. Lận đận lắm chứ không. Cái gồ ghề lận đận để cho anh có cơ hội gặp em ngày hôm nay. Dạ. Anh ở Bình Thuận nhưng mà anh đáp ra Đồng Nai. Anh gần khu vực Long Khánh, thành phố Long Khánh. Từ anh lên Sài Gòn gần 3 tiếng thôi. Một tháng anh có thể về nhà thăm mẹ anh hai lần, để với cả hơn nữa anh có một cái nhà máy nước tinh khiết á, Hùng cổ đông cùng người ta quản lý đó. Một tháng anh về nhà hai lần, anh có cơ hội chở em về. Anh sẽ đèo em bằng gì? Xe máy. Xe máy, mình sẽ đi mấy ngày? Khi đó anh sắp xếp thời gian. Nếu mẹ em không cho đi qua đêm thì sẽ như thế nào? Vậy thì mình đi sáng đi chiều về. Sáng đi chiều về? Có chuyện gấp á, nhà máy nước có sự cố này kia, anh có thể sáng 4 giờ sáng anh về nhà anh. Về tới nhà là 6 giờ 6 rưỡi gần 7 giờ, là chiều 5 giờ chiều anh lên Sài Gòn lại, lên tới đây là 8 giờ. Anh thấy em như thế nào, cảm nhận của anh đầu tiên? Chân thành, vui vẻ. Còn em bảo em hơi nóng tính thì không biết độ nóng em như thế nào. À, biết em có biết ghen hay không? Chắc không, tại vì quan điểm tình yêu của anh là như thế nào? Quan điểm của anh trong tình yêu là sự chung thủy và chân thành. Anh muốn người phụ nữ là biết hiếu thảo với cha mẹ. Hiếu thảo với chính cha mẹ người ta thì người ta mới hiếu thảo với mẹ mình. Và chính cái sự hiếu thảo đó thì sau này có con cái, mình dạy cho con cái cái điều hiếu thảo đó thì mình mang đến cái hạnh phúc gia đình. Em muốn cho đi, em muốn cho đi tình cảm, em muốn cho đi sự chung thủy và cho đi cái tình cảm của mình đối với người đàn ông. Và em cũng hy vọng là mình sẽ nhận lại được những cái mà mình đã cho đi, ví dụ như một gia để xây dựng nên một gia đình. Thì khi anh tới chương trình này, anh muốn tìm một người bạn, một người yêu hay là tiến tới hôn nhân ạ? Anh tìm một người đi hết con đường còn lại.
chứ anh không đi kiếm tình bạn. Tại vì cái tuổi của anh thì cũng nó cũng là cái cũng không phải lớn lắm, cũng không ấy, cho nên anh kiếm một cái sự nghiêm túc để tiến tới hôn nhân. Em cũng tìm tới chương trình vì muốn tìm hiểu và tìm một gia đình. Em tìm tới một người đàn ông để em có thể xây dựng gia đình. Nếu mình tiến xa hơn đó, về nhà thì quản lý kinh tế thế nào? Mình ở đâu? Ở quê hay là lập nghiệp ở thành phố hay gì đó? Bao nhiêu lâu thì chúng ta có thể đến với nhau được? Theo anh thì anh muốn lập nghiệp thành phố. Tới tới hôn nhân thì anh hy vọng là nếu mà sớm thì một năm, hoặc tùy theo người phụ nữ. Tại vì như tuổi xuân của con gái cũng ngắn lắm, cho nên anh cho người phụ nữ quyết định. Anh tính sẽ lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh mình như thế nào? Đất dưới quê, nhà dưới quê thì anh có rồi. Nhưng mà nếu mà thực sự anh lập nghiệp thành phố thì chắc có khi anh phải dành dụng rồi bán một số đất gì đó ở đây ở dưới quê lên thành phố mình mua trong tương lai. Còn theo em thì nếu mà sống dưới quê thì tùy em. Bố em thì từ miền Trung vào đây, mẹ em thì miền Tây vào đây, thì lập nghiệp tại thành phố, em cũng sinh trưởng tại đây. Cho nên rằng là em nghĩ là em sẽ muốn lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh hơn. Em đi làm sáng đi chiều về, rồi quản lý con cái, rồi quản lý tiền bạc, chi tiêu trong gia đình. Thì anh thấy như thế nào? Anh nghĩ thì tài chính thì do người phụ nữ giữ. Và em đi làm về như thế nào thì có khi anh về sớm hơn em. Anh có thể lo được, tại vì cái sở thích của anh là nấu ăn và đi chợ. Tại vì anh đã làm cái việc đó từ hồi năm lớp 8, lớp 9 khi bố anh mới qua đời, thì mẹ anh đã tập cho anh cái tự lập. Em chỉ có thể phụ anh lặt rau, rửa chén, nói chung là tất tần tật những thứ anh chỉ đâu em đánh đó. Nhưng mà đứng đến chính thì em chưa đứng được. Anh không, khi em bận quá em không cần phụ được, anh sẽ làm hết. Nhưng nếu như em muốn chia sẻ với anh thì em có thể vào bếp thì phụ anh lặt rau hay gì đó, còn nấu ăn thì để anh lo. Thì con cái thì anh thấy như thế nào? Một cũng được, hai thì càng tốt, nhưng mà anh thích con gái hơn. Nói chung là con nào cũng là con, nhưng mà cái mức độ của anh là thích con gái nhìn hơn chút xíu con trai. Anh thích những cái gái. Đứng lên hay rất là gần nhau chút xíu nào. Người ta chưa nắm tay ai đó nha. Đó. Tay ảnh lạnh. Hai người nhìn thẳng vào nhau đi. Đó, nãy giờ nói chuyện với người con gái đó em thấy thế nào? Và ngược lại, nãy giờ nói chuyện chàng trai đó em gái nó thấy thế nào, nói với nhau nghe đi. Mong em cho cả hai cơ hội để chia sẻ những gì mình cần nói. Tại vì trên đây thì ít thời gian để anh chia sẻ chứng minh đó. Chỉ có mình cho nhau cơ hội thì mình đi chơi hoặc gì đó, anh sẽ nói chia sẻ nhiều hơn. Em rất thích một người đàn ông có mẫu hình là người đàn ông của gia đình như anh. Có rất nhiều đặc ưu điểm, biết quan tâm tới gia đình. Và thật sự thì anh ấy bù khuyết những cái khuyết điểm của em, như là không biết nấu ăn hoặc là chỉ là hoạt ngôn nhiều hơn em. Hai người sẽ bổ trợ cho nhau. Mà hai người cũng không cần nấu ăn ngon đâu. Nấu ăn dở dở cũng được. Bớt ăn lại chút, tập thể dục nhiều hơn, cho nó có sức khỏe. Nãy em trai nói đúng đó, nếu cần thì bán đất dưới quê lên thành phố mua nhà này kia lập nghiệp cũng được luôn á. Nha. Rồi. Đà Lạt Miu, di sản từ cao nguyên. Nếu chúng ta thấy đây là một nửa mảnh ghép, ghép chung với cuộc đời chúng ta, bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, chúng ta nhường nút bấm cho người khác. Chuẩn bị. 1 2 3 Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Đây. Nắm vậy nè, đang tay vô cho nó đẹp. Đó. Bây giờ có ba mẹ ngồi đây, xin phép hai bác cho tụi con tìm hiểu nhau. Hứa gì với hai bác đi. Dạ, có hai bác đây cho phép con được tìm hiểu em. Và con hứa rằng sẽ chăm sóc và lo lắng cho em như những gì con nói. Rồi, xin phép bác cho con hùng. Dạ, xin phép hai bác cho con hôn em. Đó, tại dán tóc rồi. Chứ bao giờ tao không có sẵn sàng rồi kìa. Đó. Lâu lâu xíu, để tay lâu lâu xíu. Dạ. Được chưa? Không, nó có tâm chứ nè. Để từ từ, để nguyên, thích vô. Thấy sao? Dạ, thấy thú vị. Thú vị hả? Nụ hôn đầu tiên sao em gái? Vui. Ba mẹ cũng đang rất là hạnh phúc luôn. Và nhà gái, nhà trai cố gắng hỗ trợ cho hai đứa nó yêu thương nhau, chăm sóc nhau, để cùng ghép nhau trong cái cuộc sống này nha. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Rất là hợp nhau. Trời ơi, hai đứa mộng mỉm giờ để con ra rất cưng lắm luôn á. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai em. Các bạn sẽ nhận được một phần. Mời bạn Nam.
Mời bạn nữ mình sẽ giới thiệu về bản thân mình ha. Chào chị Nam Thư, anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc An, sinh năm 1992. Em quê quán ở Tiền Giang và hiện tại là em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. An đang làm công việc gì tại thành phố Hồ Chí Minh ha? Em là giáo viên mầm non chị. Ở quận mấy An? Dạ em đi dạy ở Bình Thạnh anh. Rồi mời em trai. Dạ lời đầu tiên con xin chào chú Quyền Linh. Rồi chào con. Dạ em chào chị Nam Thư và dạ. Kính chào toàn thể quý khán giả. Em là Trịnh Hoàng Tấn, năm nay 29 tuổi, đang làm quản lý cửa hàng vật tư thú y. Em đến từ Sóc Trăng. Nhưng mà làm việc ở đâu? Dạ làm việc tại nhà luôn ạ. Ở huyện nào? Dạ Kế Sách ạ. An, em nói một tí xíu về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân mình. Điểm mạnh của em thì hoạt bát, hòa đồng, vui vẻ. Và em biết được nấu ăn, biết làm bánh, biết thiêu thụ mai lá. Về điểm yếu của em thì đôi khi là hơi lì một tí. Cũng hơi ngông ngông một xíu, giống như là mình bướng bỉnh. Mà lì lì là sao? Ngông ngông là sao? Em rất là ham đi chơi. Thì đôi khi nhiều khi mẹ em không cho đi chơi xa. Nhưng mà cũng ráng năn nỉ làm sao là xin cho bằng được để đi. Không cho đi em hơi buồn buồn một xíu. Mà ham đi chơi là chơi xa là đi chơi đâu? Đi chơi làm sao? Dạ chẳng hạn như là hai đứa gái mà đi xe máy đi Đà Lạt đó chị. À là đi phượt đó đúng không? Dạ. Rồi bây giờ con nói điểm mạnh điểm yếu của mình cho đối phương biết đi. Điểm mạnh của con là con thạo về bên tin học để xử lý đồ họa. Nếu mà đi chơi chung thì con bao đẹp luôn, chụp hình bao đẹp. Với con biết nấu ăn nữa, không biết về nhà sau này không biết ai dành nấu ăn nữa. Mình có mấy mối tình rồi? Từng trải qua một mối tình cũng 6 năm trước rồi. Yêu mấy năm? Dạ, được 3 tháng rồi. Ủa yêu gì nhanh dữ vậy? Con làm ở Sóc Trăng rồi, bạn nó làm ở Cần Thơ nên nó không có gặp thường xuyên được. Yêu xa. Sóc Trăng, Cần Thơ sát bên có mấy chục cây số à. Còn bây giờ lên tới Sài Gòn yêu cô gái Tiền Giang này nó còn xa hơn nữa thì sao? Đó là con không có điều kiện, còn bây giờ con có thể là con thuê xe chạy luôn qua tới chỗ luôn gặp cũng được vậy. À tức là giờ ông chủ rồi, xưa dạ. Chưa ông chủ đúng không? Dạ đúng rồi đó. Giờ bán thuốc xong lấy xe chở thuốc đi qua thăm bạn gái luôn. Dạ bỏ hàng sẵn đi tiến thăm đó cũng được. 6 năm rồi chưa có người yêu luôn. Dạ. Bạn đàn gái sao? Dạ em thì cũng có 3 mối tình cũng chóng vánh như vậy anh. Nó không tròn 1 năm là nó đã chia tay rồi. Bây giờ ví dụ đi ha, mình bấm nút hẹn hò, mình có chịu về Sóc Trăng làm cô giáo với Sóc Trăng không? Nghề của em thì đi đâu cũng được hết, quan trọng là ở nơi đó có người thương em. Anh bên kia nghe chưa? Dạ, rõ luôn rồi. Nếu mà được dạ, nói câu chị. Gì để bên nhà gái, bên An đồng ý không nè? Mình cứ hẹn gặp nhau trước đi, rồi mấy chuyện đó thì phải từ từ cảm nhận nữa. Sao nói chất quốc lo vậy trời? Gì tự nhiên chưa gì. Nếu mà được anh với em đến với nhau thì anh hứa đúng sẽ rồi. Đưa em về Sóc Trăng rồi mở cửa một cái trường hay lớp đó, hoặc đưa em vô một cái trường nào nói với ba anh xin ví dụ vậy. Thử ơi nói lại bên kia nghe coi sao. Em ơi nếu tụi mình tiến tới nhau được á thì khi bà Sóc Trăng đi anh sẽ lo cho em được kể cả công ăn chuyện làm. Có thể là làm trong trường cũng được, cũng có thể về nhà mình mở cơ sở tư nhân cũng được. Trời không thì em tiếp anh cũng được. Em không có biết chích gà, chích vịt đâu anh. Dạ không, em chỉ cần là chăm sóc mấy con chó đẹp đẹp là được rồi. Cạo lông, ổ lộn, tỉa lông với làm móng. Là từ chăm sóc trẻ quay qua chăm sóc chó rồi. Dạ, mấy bé cũng dễ thương lắm chị. Ta đang cô giáo mầm non chuyển qua chăm sóc chó, cạo lông chó. Không, cái tỉa lông, tỉa lông. Tỉa lông chó hả? Dạ. Nhưng mà mình về mình làm bà chủ. Không, tôi không thích, bây giờ tôi thích dạy con nít à, tôi thích chăm con nít à. Sao bé? Dạ, em gõ đầu trẻ chắc dễ hơn gõ đầu chó anh. Không, mấy bé nó dễ thương lắm em ơi. Em nhận thử đi. Nói chung là một bên có tình yêu với chó, một bên có tình yêu với trẻ con. Đúng. Nói chung là chuyện ai nấy làm đi. Dạ chắc em đi dạy buổi sáng rồi buổi tối em chăm sóc chó cũng được. Cũng được à. Được. Khuya vô chăm sóc ảnh. Đó. Hợp lý. Cũng mệt ha. Mệt ha. Bây giờ nè em thích tìm một người đàn ông như thế nào? Trước tiên là phải chững chạc, có cái sự nghiệp ổn định. Đây tao chững chạc rồi, có sự nghiệp ổn định rồi. Em cũng quan trọng cái nhìn đầu tiên, nếu mà có thiện cảm thì sẽ tiến xa hơn được. Rồi, được rồi. Còn em muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Tiêu chuẩn lý tưởng của em thì cao trên 1.5m thôi. Tính tình dịu dàng, có thể giao tiếp tốt. Mà thôi cô giáo quá tốt rồi. Đúng rồi, cô giáo là được rồi. Vậy em thích đứng bán hàng, đứng quầy bán hàng không em?
Thì cái đó thứ bảy chủ nhật em không đi dạy thì chắc làm được á anh. Em chấm rồi đó. Nghe giọng nói của bạn, em có thể tưởng tượng ra An là một cô gái như thế nào không? Ngoại hình nhỏ nhắn, xinh. Khuôn mặt thì có đầy đặn đó. Bên đàn gái anh thấy rồi à, mới có niềm răng. Thành ra là nhìn chưa thấy rõ nụ cười nữa. Mở cái niềm răng ra nụ cười nó sáng trưng. Đại khái như vậy. Mình gặp Sóc Trăng trước đi ha. Dạ. Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao mùa dầm mưa dài nắng. Xin chào MC Quyền Linh, MC Nam Thư. Dạ. MC rất dễ thương. Xin chào quý vị khán giả trường quay. Xin chào quý vị khán giả đang xem màn ảnh nhỏ. Thì tôi là Hải Triều, cha của Trịnh Hoàng Tuấn. Thì thấy cũng được rồi, thì tùy theo cái cảm xúc của con thôi. Về có lo chỗ làm cho con dâu tôi lên. Dự sức, dự sức đi thôi. Được ha, dạ, dự sức dạ, ha. Dạ, dạ, cảm ơn đàn trai. À, An hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ, với dì và bạn thân của em. À, dạ, em chào chị Nam Thư, chào anh Quyền Linh, dạ, chào quý vị khán giả. À, em là bạn thân của An. Bạn bên đây thì rất là hoạt bát, hòa đồng, thấy tính hơi trẻ con xíu. À, anh thì thích vui, thành ra là hay chơi với mấy đứa nhỏ chứ không thích chơi với mấy đứa lớn hơn. Bạn em thì mỗi ngày đều chơi với các bạn nhỏ rồi á. Có lẽ như bạn em sẽ thích người chững chạc hơn xíu. Còn bây giờ hỏi mẹ chút đi. Dạ, xin chào anh Nguyễn Linh, chào chị Nam Thư. Dạ, chào dạ, con. Cái nhìn đầu tiên thì đồng ý. Tính con nít thôi nhưng mà suy nghĩ người lớn rồi. Có chú đây nè. À, chú hứa gì với bà đàn gái thì nếu như mà hai đứa đến với nhau. Xin chào chị Xui đi. Trời ơi. Vô luôn. Dạ, đại diện nhà trai thì nói xin là nếu mà nạn này là cô dâu đó, thì đàn trai sẽ lo cho hết mình luôn để là làm sao cho đàn gái vui lòng. Dạ. Bên đàn gái cũng cảm ơn. Dạ. Dạ, xin cảm ơn chị. Dễ trời thương ơi. Rồi thấy chưa, Tiền Giang Sóc Trăng nè đó. Rồi bây giờ mở rào coi hai đứa nói chuyện sao nha. Rồi mình mở tính cửa tiếp. Trái tim nè. À, lần đầu tiên chào em, à, anh có một món quà này tặng em làm kỷ niệm. Cảm ơn anh. Ừ. Em cũng có tự theo một bức tranh thì muốn gửi đến anh. Cái câu châm ngôn yêu thích nhất đó là tâm an vạn sự an. Thì khi mà mình bình an thì mình sẽ có thể là làm những điều to lớn hơn nữa. Ừ, cảm ơn em. À, bạn làm ở cho công giáo mầm non anh lâu chưa? À, em đi dạy được 4 năm rồi. Ồ, lâu rồi ha. Dạ. Không biết là lúc nãy bạn có ấn tượng gì không? Tự nhiên bạn không biết lúc nãy giờ mình đã gây ấn tượng gì chưa? Thì em thấy anh cũng vui vẻ, hòa đồng. Mình có cái suy nghĩ chững chạc. Mình có biết lo tính về sự nghiệp tương lai sau này. Thí dụ mà đi xem phim á, thì em thích thể loại nào? Tùy là cái độ hấp dẫn của bộ phim. Nhưng mà nếu mà xem tình cảm sức mướt quá thì em cũng sức mướt theo. À, anh thích xem thể loại phim nào? Mấy loại bùm bùm chéo chéo cho nó vui vậy mà. Với yeah. Lâu lâu rồi cũng hài đi cho nó vui. Anh thích vui mà. Trời ơi, bạn gái mà hỏi vậy là phải trả lời anh thích coi phim ma. Để vô phim ma kế bên là em sợ quá. Không có nói em không có sợ. Nhưng mà bạn gái sợ. Trời ơi, thiệt tôi đang chỉ chiêu cho ổng đó. Thiệt tôi khổ ông ghê. Cảm nhận lần đầu mà khi mà gặp mặt nhau thì anh có cảm nhận như thế nào? À, có đúng như những gì anh tưởng tượng không? Đúng là tưởng tượng thì có nghe giọng này đúng là đầy đặn và cũng có giọng nói cũng tốt. Thế không biết em có phải rồi, cô giáo trường mầm non phải giọng nói nó hay rồi mới được rồi. À, cái này là hình mẫu chung thì mọi người đặt cho cô giáo mầm non thôi, nhưng mà cũng có cô cao, cô hấp ốm hay là hát hay hay là hát không hay. Điển hình như em chắc là phiên bản lỗi của cô giáo mầm non á anh. Em hay đi phượt lắm hả? Dạ, thì cái đó là giống như đam mê, mình thích đi khám phá, đi nhưng mà thích hơn mình đi bằng xe máy. À, anh thì hồi đó cũng hay đi lắm mà giờ không có cái dịp đi nữa rồi. Dạ, thì nếu mà có cơ hội thì mình cũng thể mình tham gia một chuyến đi chơi nào đó để mình
giống như thả đam mê khám phá của mình. Hình như em nghe nói là anh biết về đồ họa IT đúng không ạ? Anh cũng chuyên về đó lắm. Đó là chuyên ngành của anh hay là thế nào? Đó nghề phụ thôi. Đang thành phố thì có thể làm ngày cuối tuần đó thì em có thể là bắt xe lên không chừng, hẹn trước một bữa đi. Thích sở thích là nuôi chó, như vậy thì có nuôi các thể loại nào khác ngoài động vật đó không anh? Anh nhà anh thì không có nuôi, anh chăm sóc giùm người ta thôi. Ví dụ như là em nuôi hay các kiểu anh? Là dạ. Ngoài nuôi chó có nuôi người nào thêm không á, ý là vậy á? Không, nuôi người mới chăm sóc khác chứ đâu có giống được. Có nghĩa là cũng có nhưng mà các cách chăm sóc khác đúng không anh? Dạ. Khoan, em có hiểu ý bên này hỏi không vậy? Hỏi có em có em gái mưa có em gái mưa em gái mưa gì không vậy? Thôi em không em mưa đi. Có không? Ủa em gái mưa là gì vậy? Em biết ạ. Ủa em gái mưa là gì vậy? Em biết ạ. Chị có em gái nuôi rồi vậy không? Dạ có. Dạ có. Có mấy đứa em gái nuôi? Có mấy rồi nuôi làm sao? Kiểu như chơi chung vậy thôi ạ. Cảnh thì rủ tụi nó đi chung với Nguyên Băng đi. Ê chà. Rồi ví dụ bây giờ có bạn gái, đòi là An về, An nói An không thích em gái nuôi, em gái mưa, em gái mương thì sao? Thì chắc mình tăng cấp độ quan tâm lên so với bên kia. Nhưng mà bên kia vẫn quan tâm đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Nhưng mà cái mức giới hạn, mức dừng lại của mình là như thế nào? Cái đó chắc anh phải trải nghiệm anh mới phân biệt được. Tại giờ anh chưa có trải nghiệm nên khó nói quá. Nhưng mà em chăm sóc em gái, em nuôi em gái mưa ở quê em chăm sóc làm sao? Tức là chỉ rủ đi ăn này kia thôi hay dạ, sao? Dạ đúng rồi, chỉ rủ đi ăn thôi, 5-6 đứa lận. Anh dắt đi nguyên nhóm đó là 5-6 bạn là gái hết luôn đúng không? Trai gái có đủ hết, tại anh thích vui. Ý em gái mưa có nghĩa là mặc dù nói tiếng mang tiếng nghe bạn bè em gái này kia nhưng mà thực sự là tình cảm nó lại trên mức em gái, em thân, em ruột của mình, cho nên là ý em hỏi là anh có như vậy hay không? Cái đó là anh chưa có nè. Giờ thực chất cũng chưa biết cái mưa là gì luôn. Đúng rồi, chưa hiểu luôn đó. Em hiểu không? Ở dưới quê người ta chân chất lắm chứ không phải như Sài Gòn mà. Em gái mưa, em gái bão, em gái sông, em gái mưa, em gái mắng xối gì đó tùm lum hết trơn. Ở dưới quê là em gái, người yêu là người yêu. Đúng không Ma Tuấn? Dạ đúng rồi. Thấy chưa? Trời ơi, nhà tôi ở kế bên kế sách tôi biết mà. Bây giờ thì chúng ta trò chuyện rất là lâu rồi. Chúng ta cảm nhận lại chút xíu nữa, suy nghĩ cho nó kỹ. Chuẩn bị 3 tiếng đếm. Bắt đầu. 3 2 1. Hết thời gian. Hết thời gian. Sao Tuấn không bấm? Dạ em cảm xúc của em thì giống như là em gái của em thôi. Mình hãy làm đúng theo cảm xúc của mình. Rất cảm ơn các bạn đã đến và tham gia chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai, xem họ từ nước nào đến. Chắc ở Việt Nam đến quá. Rồi, xin mời. Mời bạn nam. Mời bạn. Rồi. Và xin mời bạn nữ. Rồi, mời bạn trai, bạn giới thiệu về mình đi. Vâng, xin chào chú Quyền Linh và xin chào chị Minh, chị Minh Thư ạ. Nam Thư. Nam Thư. Rung quá, bên bạn trai rung quá. Dạ. Dạ, và chào toàn thể các quý vị trong trường quay ạ. Hơi hồi hộp đúng không trai? Vâng, cháu xin giới thiệu, cháu tên là Trương Công Bình ạ. Cháu 24 tuổi, cháu quê Thanh Hóa. Và bây giờ đang làm trong thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì cháu? Dạ, bây giờ cháu đang quản lý một cửa hàng thu mua và xuất khẩu hải sản tươi sống. Cũng là nhân viên kinh doanh hải sản tươi sống luôn. Vậy à? Vâng, vâng. 24 tuổi hả? Dạ. Quê Thanh Hóa. Vâng. Để sống ở quận nào? Dạ, cháu sống ở quận 12. Quận 12. Vâng. Bạn trai hít thở lên nào. Hít thở, thở mạnh ra, hít sâu vô cho nó thoải mái nha. Vâng. Rồi. Mời đàn gái giới thiệu về bản thân mình nè. Xin chào MC Nam Thư, MC Huyền Linh, quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay và bạn nam bên kia. Em tên là Chiêu An, năm nay 22 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, đang phụ giúp cho công ty của gia đình. Mình làm cho công ty gia đình. Dạ. Tên gì, tên gì em? Tên gì em? Chiêu An. Chiêu An. Chiêu An. Dạ. Chiêu An hả? Dạ dạ. Nãy tưởng nghe tên nước ngoài, tưởng là người Nhật nữa chứ.
Rồi, à, vậy thì bây giờ bên đàn trai mình giới thiệu một tí xíu về điểm mạnh điểm yếu của bản thân nè. Dạ, điểm mạnh là cháu em tự lập từ nhỏ, có lối sống giản dị, cũng hiền. Hiền lành, vâng. Nhát đúng không? Cũng nhút nhát, cũng biết nấu ăn rồi giúp nấu ăn, cũng biết nấu ăn. Nấu ăn, dạ. Cũng biết nhậu. Làm nhân viên kinh doanh mà phải thoải mái lên chứ, tự tin lên, không có gì cho hết. Vâng. Rồi mình có một chút xíu điểm yếu nào mình nói cho bên đàn gái biết luôn. Dạ, điểm yếu thì có hơi có chút bụng bể, bể bụng. Bể bụng. Dạ. Rồi gì nữa? À, chỉ có thế thôi. Vậy thôi. Dạ. Bể bụng tức là hay là lung tung ở trong nhà, trong phòng đúng không? Vâng, vâng. À, rồi mà đàn gái. Dạ, điểm mạnh của em là em có nấu ăn ngon, có thể làm việc dọn dẹp nhà cửa, tự chăm sóc bản thân. Điểm yếu của em thì em có một chút nóng tính với không cẩn thận. Tính em cũng hơi bề bộ không chút. Không cẩn thận là không cẩn thận sao em? Là nhiều lúc mình làm công việc nhưng mình làm không cẩn thận, làm bể hoặc là đổ. Đúng. Có nhiều không? Thường xuyên cái mức độ không cẩn thận có nhiều không? Cũng không phải thường xuyên lắm, nói chung một ngày cũng một lần. Đó là điểm yếu đúng không? Dạ. Điểm mạnh là nó ăn ngon. Dạ. Vậy là biết làm đồ nhậu nè. Làm đồ nhậu thì em không biết, nhưng mà làm bánh thì em biết. Dạ. Làm bánh là biết. Dạ. Anh Bình ơi. Dạ. Em biết nhậu không Bình? Dạ, em biết nhậu chị ơi. Biết nhậu hả? Vâng. Uống được nhiêu ngon? Tiểu lượng cũng tầm cỡ 7-8 lon thôi ạ. Phải giữ cũng giữ rồi. Giữ á. Chào hai đứa hợp với đứa Bình, đứa An ha. Đáp lại Bình An. Ủa Bình, dạ. Là cháu có mấy mối tình rồi? Cháu trước kia là có 2 mối tình. 2 mối tình. Vâng, thời trung học phổ thông là mối tình đầu. Đến thời đó thầy học sinh. Dạ, rồi. Dạ. Nó qua đi cái thời mới đây nè. Mới đây thì cháu chia tay đã 3 năm rồi. Quen nhau mấy năm? Quen nhau 2 năm. Tại sao lại chia tay? Vì yêu nhau xa chứ. Cháu thì làm kinh doanh ngoài Hà Nội, còn cô đấy học ở trong Sài Gòn. Đến lúc thì cháu vào Hà Nội để phát triển sự nghiệp của mình thì cô ấy lại muốn về quê, là mình không có không cùng chung cái chí hướng đó đúng không? Đúng rồi ạ. Không cùng chung chí hướng là thôi. Trời, quà cáp bò tùm lum hết chứ. Bò luôn hả? Quà cáp bò tùm lum tùm la chứ. Được rồi, đó là cái đường tình duyên của bên đàn trai. Mời đàn gái. Dạ, em thì chưa có trải qua mối tình nào. Tại vì trước đây thời gian thì vẫn học, cũng vẫn chưa có thời gian trải qua một mối tình nào hết. Chưa chưa yêu ai? Dạ. Nắm tay ai chưa? Dạ, nắm tay thì cũng có nắm tay. Hôn ai chưa? Thì chưa. Trời ơi, cô gái của bên em là ngây thơ trong sáng nha. Có hôn ba hôn mẹ nhưng mà hôn người yêu đây, tính là hôn người yêu này là chưa đúng không? Dạ. Còn rồi, vậy thì cái mẫu người đàn ông á mà em mong muốn là như thế nào? Em mong muốn là một bạn nam cao hơn em trên 1m65. Ừ. Ngoại hình ưa nhìn một chút, tính tình tốt. Ừ. Có trách nhiệm, trung thủy. Rồi có muốn tiếp bạn trai của mình là thuộc tiếp người ví dụ như ga lăng hoặc là lãng mạn hoặc như thế nào không? Dạ thích, thích bạn nam có tính lãng mạn chứ. Tại vì em cũng thích đọc tiểu thuyết ngôn tình đó. À, vậy gì tiểu thuyết ngôn tình này có coi phim Hàn Quốc gì không? Có mê à, có coi phim Hàn Quốc mà không có mê. Không mê ai hết hả? Hên quá, hên quá. Đặt ra tiêu chuẩn nhà quốc là kiếm hơi khó. Mình chỉ có lãng mạn có ngôn tình đó Bình. Đó, chị qua có lãng mạn không? Có chứ chú. Có lãng mạn hả? Dạ. Kìa, người đẹp qua hỏi gì bên đàn gái qua. Chào em, Bình. Em có lãng mạn đúng không? Dạ. Lãng mạn ví dụ lãng mạn sao nè? Là tặng hai đó là lãng mạn chưa? Là lãng mạn hả? Cái này chưa đâu chị ơi. Chưa ạ? À? Vâng. Như nào mới lãng mạn nè? Thì lãng mạn kiểu đến ngày sinh nhật của cô đấy mình tổ chức vào rồi tạo cái phòng nhạc rồi mình xếp hoa, mình trái tim rồi mình đứng đấy mình tặng cô ấy. Xếp hoa là chuyện bình thường rồi. Cái sinh nhật sắp tới của ấy á, em xếp cua ghẹ ốc. Ôi rồi. Tưởng gì không có trơn, tưởng gì cái đấy là đơn giản. Ví dụ thế cho nó lạ. Em kinh doanh hải sản phải không? Dạ. Cua Cà Mau đang nhiêu ký? Cua Cà Mau giờ 550 ký giờ. 550 ký hả? Dạ. Là cua gặp hay là cua thịt? Này cua gặp. Cua gặp 550 ký hả? Dạ. Ừ, đặt tức là bên đó là đặc sản hay bán là gì tất cả hả? Nói chung bọn em chủ yếu là làm cua ghẹ rồi tôm rồi cá bông mú. Có bông mú nhiêu ký? À, cũng cá bông mú giờ có 220 thôi. 220. Cá tra nhiêu ký? Dạ, cái cha cháu không làm bên nghề nước ngọt rồi. Bên nước ngọt bên này nước mặn hả? Dạ. Trời ơi, quà tặng này ấn tượng quá. Trời, quà tặng thấy là đường vào tức là có thực phẩm bình đạo luôn á, đúng không? Hợp lý. Chia tay người yêu cũng lý do là sao? Khoảng cách xa quá hả hay sao? Vâng, cũng yêu nhau xa mà. Ừ. Rồi mình lúc đấy mình mới vào Sài Gòn mình phát triển thì sự nghiệp của mình đang gặp khó khăn lắm. Ừ. Mà cô ấy lại không, nhiều khi là mình chỉ chú tâm vào công việc của mình để phát triển. Kiểu cô ấy cũng không biết là mình lúc đấy là xem mình kiểu không có quan tâm cô ấy. Rồi mà lúc đấy thì do em cũng không quan tâm thật thì làm. Thì cũng do em hả? Không, thì kinh doanh rồi em. Nhưng mà nè, bây giờ là em tức là lúc đó là mình ưu tiên sự nghiệp đúng không? Mình phát triển sự nghiệp thì mình bỏ về bạn gái của mình, sau đó chia tay. Thì bây giờ là mình có sự nghiệp rồi đúng chưa? Dạ. Rồi thì bây giờ nếu vậy thì mình yêu người yêu của mình bây giờ mình có thực sự là quan tâm chăm sóc không? Dạ có chứ. Em ở quận 12 đúng không? Đúng rồi. Em ở quận mấy? Ba. Quận Bình Tân. Ở quận Bình Tân, 12 quận Bình Tân gần không cưng? Sát bên, sát bên luôn. Sát bên phải không? Dạ. À. Hợp lý rồi. Hợp lý. Vậy thì mẫu bạn gái của em là em mong muốn một bạn gái như thế nào? Nói chung là kiểu mẫu bạn gái là
tránh hay là thích thể hiện mình là người thế này thế nọ, hay là thích chụp ảnh hay tự sướng gì đó, không thích những điều à, là thích những người tỏ vẻ này nọ, kiểu giống con gái truyền thống luôn. À, thích mẫu người con gái truyền thống. Vâng. Nãy em cũng nghe An giới thiệu rồi. Vâng. An chưa bước qua một mối tình nào hết đó. Nắm tay có chưa bé? Dạ nắm tay thì có. Nắm tay thì có, hôn cũng chưa hôn ai luôn đó. Một cô gái rất là như một tờ giấy trắng. Thì em có ngại là khi mà em yêu một cô gái chưa bước qua mối tình nào, em sẽ làm như thế nào mà thích lãng mạn nữa? Chưa yêu đó nha, cũng là một cái ca khó đó. Thì sao? Em làm cách nào để có thể chinh phục được cô ấy? Nói chung là mình cứ chinh phục cô ấy thì phải có thời gian, nên rồi mình cứ tán tỉnh rồi đến rồi. Tán tỉnh như nào? Tặng cua vậy á, cua. Ông đừng có nghe anh. Anh. Nói chung là hỏi giờ mình đúng lối đúng vấn đề, mình sống chân thật thôi. Đúng. Mình sao mình làm vậy? Ừ. Mình thương người đó thế nào mình thể hiện như thế? Thế là đó là gọi là thể hiện đó. Đúng. Mình cần phải màu mè. Ngày nào cũng nói anh yêu em, ngày nào cũng chăm sóc ra lăng, ngày nào cũng tặng, thật sự tặng bó hoa hồng không bằng hai con cua đâu. Bằng hai con cua ngon hơn. Dạ. Em ăn. Dạ, thích ăn hải sản không? Dạ thích. Thích không? Thích ăn cua không? Thích. Rồi, có gì chia chị bớt nha. Dạ, chị yên tâm. Rồi, nãy giờ là điều tra bên nhà trai vậy là ổn rồi đó. Được không, bạn trai được không? Em thấy là dễ thương, thật sự rất là chân thật, đều bạn không biết trình bày cái điều muốn nói như thế nào. Rồi, nói chung là em cũng hơi gọi là nhát. Dạ. Và vấn đề chỗ là khi mà lấy vợ về nói cho bà mối lành luôn nè. Lấy vợ về ở đâu? Đúng rồi. Chuẩn bị những gì để lấy vợ chưa? Nói cho bà mối yên tâm thôi. À, chuẩn bị thì nhà cửa quê thì cũng có rồi. Quê thì nó chỉ lẽ đi về cưới nhau về Thanh Hóa ở. Không, cháu có hiện tại là có chuẩn bị là thêm một cửa hàng nữa, là mình cũng kinh doanh cái đấy. Ở đâu? Ở quận 12 thôi. À, tức là phát triển kinh doanh một cửa hàng nữa. Vâng. Cửa hàng bên đây mình bán, cửa hàng bên kia bạn gái bán đúng không? Đúng rồi. Nếu mà được thì hợp lý thì nhưng mà cửa hàng bên đây là em làm chủ luôn hay sao? Em vừa làm cho người ta nhưng mà em cũng vừa làm chủ. À, vừa làm cho người ta vừa làm chủ. Vâng. Thì bước ra là mình sẽ có ví dụ mà có bạn gái, có vợ cứ về đi, mình sẽ có cơ sở kinh doanh riêng. Vâng. À. Thì tốt quá rồi. Rồi vậy là được rồi. Có nhà chưa? Có mua được nhà chưa? Nhà thì giờ thì chưa đâu, nhưng mà chắc chắn là sau này sẽ có. Ừ. Tính khoảng bao nhiêu năm nữa mua được nhà? Cái này đất mình có thể tính, mình không nói là chừng nào nhưng mà mình tính trong đầu khoảng chừng nào được. Đúng rồi. 2 hoặc 3 năm nữa. Đó. Đó định hướng như thế. Vâng. 2-3 năm hải sản bán được 1 năm là phất luôn. Được á, tôi thấy là đây là em trai bên đây cũng có một cái tính toán rất là kỹ rồi. Để xem đàn gái thế nào nha. Dạ, chú xem bộ cháu á. Nào, dễ thương. Bên đây nhát quá. Dạ. Khi mình có một người nào bên cạnh mà nhút nhát quá, mình thấy sao? Dạ, thấy cũng bình thường. Bình thường. Sao? Bởi mình mẻ rồi ha. Dạ. Gái cũng cá tính ha. Rồi, bây giờ là chàng này là giống như từ Thanh Hóa để lập nghiệp á. Em có lo điều đó không? Dạ, em cũng có một chút lo. Chút lo. Thì thí dụ mình cùng, cái anh ấy cùng lập nghiệp thì được không? Dạ được. Bởi vì hai vợ chồng đôi khi hai bàn tay trắng làm nên thì nó thật sự là quý giá và hiểu nhau, yêu nhau nhiều hơn nữa. Dạ. Em không thích điều gì ở người đàn ông? Dạ em thích con trai mặc đồ lê lạc. Không có luôn. Nhìn cái đấy là không có luôn. Không, chưa gì sợ, không có luôn. Không hút thuốc. Có cái này là càng không luôn. Ừ. Với lại không thích bạn nam nóng tính. Có nóng tính không? Nóng tính là không có không? Nhát cái mồ nóng gì nổi nữa. Gì nữa? Dạ hết rồi. Hết rồi đúng không? Bên đây không thích phụ nữ thế nào? Dạ kiểu lăng nhăng. Gái đầu lăng nhăng ít lắm. Đàn ông lăng nhăng thôi chứ phụ nữ lăng nhăng lắm. À, chị kiểu lăng nhăng và giả dối. Giả dối, bên đây không có giả dối, đây là nhìn cái mặt rất là phúc hậu luôn á. Đúng rồi, hiền queo hiền khô à. Đúng hiền khô à. Rồi, bây giờ anh thấy được đó. Anh đây vẫn có một tính lập nghiệp rất là tốt. Một cái chí hướng. Đúng rồi. Quan trọng là chí hướng. Cái này là khó có lắm nha. Dạ. Nghĩ rằng là hai đứa cũng hợp đấy ha. Để mình hỏi ký người thân. Hai đứa hợp quá trời, đứa nào cũng bề bộn hết trơn. Về bây giờ tính ai dọn luôn nè. Đâu có hỏi, từ từ là dọn, lo làm ăn đi, dọn sao cũng được. Bây giờ cho gặp mà hai họ đi. Dạ. Rồi An, hôm nay em đi với ai hả An? Hôm nay em đi với mẹ và dì. À, có mẹ luôn hả? Dạ. Chào mẹ của bé An, dạ chào dì. Rồi nói được rồi đấy. À, xin chào MC Quỳnh Linh, MC Nam Thư. Dạ. À, khán giả tại trường quay. À, dạ. Em là mẹ của bé Chu An. Dạ. Thì mẹ thấy thì bên đàn trai thì cũng được. Nhưng mà cho cô hỏi, nếu mà con đang làm trong thành phố Hồ Chí Minh, thì vì cô có mình Chu An à, mà ví dụ hai đứa mà được á, con ở đây lập nghiệp hay là con đi về có làm dâu gì không con? Con thì chắc là trong Sài Gòn lập nghiệp rồi. À, ba mẹ con thì ở ngoài quê. Vâng, đúng rồi. Dạ. Rồi con có mấy anh chị em? Dạ, con có 5 anh chị em, nhưng mà con là người thứ tư. Con là người thứ tư? Dạ. À. Với lại con có tính từ là từ nhỏ con đi hay đi tìm hiểu hay đi làm công chuyện của mình, là mình là xác định là mình phải đi. Dạ. Làm để phát triển sự nghiệp của mình không? Ừ. Chứ không phải là báo có việc này ở quê rồi mình về phát triển quê thì mình không có đâu. Thì con vào đây là 3-4 năm rồi. Dạ. Con tìm hiểu thị trường, con phát triển được con sẽ phát triển. Thì cô chỉ hỏi gì thôi, còn lại thì hai đứa tìm hiểu nha. Dạ. Thôi. Cô thấy đàn trai được không? À, cô thấy thì được đó, mẹ thấy cũng được thì thu con thôi. Cô nhưng mà bây giờ ví dụ thấy được cô cũng bắt rễ đúng không? Tại mình cô cũng có mình bé An mà đúng không? Được, thì sao không được, bé An nếu mở trong gia đình cũng được, ở nhà cũng có bé An thôi. Dạ, dạ cảm ơn cô. Rồi, mình đi với ai? Dạ, hôm nay cháu đi với em trai, em họ. À, em trai họ. Dạ. Dạ.
Em chào anh Quỳnh Linh và chị Nam Thượng. Em là em họ của anh Bình. Em đến em để xác vào đây luôn. Này em đến là để cổ vũ cho anh Bình tham gia chương trình bạn muốn hẹn hò đấy. Bình kiếm được đứa bạn bạn cùng hành đi đi suốt cuộc đời còn lại. Em dạ. Chết bạn gái bên này thì bạn gái bên này là dễ thương, tính tình tốt, hợp với anh Bình. Anh Bình tính tình thì hòa đồng vui vẻ, không nóng tính. Điểm là tật xấu thì không có gì tật xấu cho lắm, chỉ có chỉ uống nhậu thôi, không hút thuốc, không bài bạc, nên chỉ hết. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mình kéo rào cho hai trẻ gặp mặt ha, để hai trẻ nói chuyện coi sao rồi mình quyết định. Thôi, mở rào. Rồi đó Bình, muốn nói gì nói đi Bình. Chào anh. À, cua, cua. Cua, em à. Em có biết nhậu không? Thì cái công việc của anh là nhiều khi giao tiếp khách hàng cũng phải đi nhậu rồi với người ta là lại. Em thì em không có biết nhậu, em chỉ biết uống rượu nhẹ thôi. À rượu nhẹ. Mạnh thì không biết uống. À. Mà nếu như mà anh uống rượu thì uống ít thì không sao. Đừng uống nhiều quá, tại vì uống rượu nhiều là sẽ không có tốt cho sức khỏe đâu. Cái đấy anh biết, cái đấy anh biết. Với lại cái trong công việc của anh đó, đi giao lưu hay là khách hàng, nói chung mình chỉ là nhậu vui trong công trên bàn thôi, còn công việc không ai thì tiết lộ cho ai được. Thì cái đấy là bí mật làm ăn mọi người. Tại vì ba em cũng nhậu, nhưng mà em cũng không thích ba nhậu quá nhiều. Có thể uống rượu nhưng mà đừng có uống nhiều quá, tại vì rượu uống nhiều là không tốt. Ê Bình ơi, dạ. An ơi, dạ. Mình là mình nói chuyện tình yêu đi, mới đề ba vô hỏi biết nhậu không, ba chuyện nhậu. Mình nói chuyện là tương lai, yêu thương, hẹn hò với nhau sao nè. Mai mốt nếu mà anh có công việc bận thì anh có thể đi chơi với em. Cái này thì anh có thể vì cái công việc anh sắp xếp được. Dạ. Mình tặng quà nhau trước đi rồi mình nói chuyện. Cua biết để hỏi chất queo thôi. Tặng tao một liền ăn luôn đi. Dạ. Anh tặng em à? Dạ, đúng rồi. Nó để anh. Dạ. Em để bên đây. Đưa trao tay. Cô này cô gặp đúng không em? Dạ cô gặp. Rồi đứng đi luôn. Em đứng Bình đứng sát bên đó. Nói tại sao tặng cua làm gì nó đi. Tại sao anh tặng cua cho em? Không, anh biết trước là em biết em thích ăn đồ hải sản nên anh tặng hải sản cho em á. Dạ. Em cũng tặng cho anh bánh. Tại vì em cũng có làm bánh nhưng mà gấp quá em làm không có kịp. Nếu như mà có cơ hội thì sau này em sẽ làm bánh cho anh nè. Rồi, mình sẽ hỏi coi làm ngon không, thử thôi. Dạ. Ôi trời, đẹp quá. Chắc là nhìn này chắc ngon lắm á. Dạ. Thôi coi ăn được không? Mời em xin Huyền Linh ăn. Trời, ngon quá ta. Chút ăn chút đi, cũng dám ăn chứ. Coi cua còn sống không? Còn nhúc nhích. Gặp nhau, đứa tặng cua, đứa tặng bánh. Ngon à? Dạ. Rồi, bây giờ bắt đầu câu chuyện đi. Mình cảm nhận về lần đầu tiên mình gặp nhau đó, hai bạn. Nói chung là anh mới lần đầu gặp em nhưng mà anh thấy em cũng là người kiểu cũng mẫu hình của anh cũng thích. Còn về lâu về dài thì mình phải có thời gian để mình tìm hiểu với nhau được. Vì lời nói của mình không thể mà thực hiện ngay được. Mình phải có thời gian để mình tìm hiểu nhau. Anh mong sao là anh và em lên chương trình này rồi thì ai cũng tìm cho mình một nửa của mình á. Nên là thôi mình cho nhau một cơ hội tìm hiểu cho nhau đi. Em không? Được, em cũng muốn có cơ hội để tìm hiểu anh. Tại vì mình mới gặp nhau có một tí thôi, nhiều cái mình vẫn chưa có hiểu nhau. Và. Mình sẽ gặp nói chuyện tìm hiểu sâu hơn nữa. Thì giờ nói chuyện nè. Dạ. Nói chuyện đi. Có hai đứa ở xa về hẹn hò thế nào tính toán đi coi. Dạ. Buổi tối em thường rảnh lúc mấy giờ? Buổi tối thì thường em đi học rồi. Tại vì em học bánh là em học vào buổi tối. À. Nhưng mà sau này em sẽ chuyển sang học buổi sáng thì chắc có lẽ là sẽ có thời gian để đi hẹn hò với anh. Không, sáng ngày thì anh cũng rảnh. Hay ban đêm thì anh cũng rảnh. Quan trọng là do em thôi. À, còn anh lúc nào công việc của anh sắp xếp được. Dạ dạ. Rồi An, mình hỏi là giờ về hai đứa ví dụ tiến xa hơn rồi tới hôn nhân thì kinh tế như thế nào? Dạ, rồi con cái thì sao? Kinh tế nếu mà hai mình tiến xa nhau hơn thì tại vì kinh tế anh có để cho em quản lý hay không? Dạ, nói chung là mình đã tin tưởng nhau thì cái gì cũng tin tưởng nhau, cái đấy là chuyện anh sẽ giao cho em cái việc đấy. Dạ. Đúng, anh giao nguyên cái cửa hàng cửa hải sản của anh em luôn. Quan điểm tình yêu của hai đứa thế nào, trao đổi nhau đi. Anh cảm quan điểm tình yêu của anh là như thế nào? Anh rất giả dối và đủ lăng nhăng lắm. Anh cũng thích những người như vậy. Em thì cũng đơn giản. À. Chỉ còn đơn giản là được. Anh cũng đơn giản lắm. Em thì không thích người yêu nhắn tin quan tâm mình quá nhiều. Hả? Dạ. Em không thích bạn nam nhắn tin hoặc quan tâm quá nhiều đến mình. Chỉ cần nhiều lúc gặp mặt nói chuyện với nhau là được, vui vẻ là được. Này cái này em giống tiếng Anh đi. Dạ. Anh cũng không thích những người nhắn tin nhiều. Mình chỉ đến lúc một lúc mà mình hiểu nhau. Lúc đấy mình chỉ gặp nhau là mình tự hiểu. Hai đứa này quen nhau đỡ tốn tiền điện thoại. Đỡ luôn anh Linh à. Hôm nay xài Zalo với Facebook luôn. An, em ví dụ đi công việc của mình đi, xài là tiếp xúc rất là nhiều khách hàng đúng không? Nam có, nữ có, mà chị nghĩ kinh doanh về vấn đề hải sản thì nữ nhiều đúng không? Gặp nữ nhiều. Thì em có ghen không mấy An? Dạ không, em không có tính ghen. Em nhắn tin mà ghen gì? Dạ.
không có tính hay ghen. Đúng rồi, thậm chí không, không có ghen, hai đứa không ghen đâu. Vậy vậy còn Bình em có ghen không? Không, em cũng không có tính ghen đâu. Không ghen luôn, chắc chưa? Chắc chưa nha. Cái ghen mà ghen ghen thì phải có tùy lúc. Nhưng mà làm sao đến sau người tao đừng làm cho mình biết là ghen. Bây giờ thì nè, có một cái vấn đề mà các cặp đôi ít khi nó hỏi nhau, đó là chúng ta có kiểm soát điện thoại của nhau hay không, và chúng ta có thực sự thích được kiểm soát hoặc là không thích được kiểm soát hay không. Ví dụ như Bình đi, em có thích được kiểm soát hay không, hoặc là em có ví dụ như là chia sẻ mật khẩu điện thoại hay cái gì đó để cho người yêu hoặc là vợ mình kiểm soát điện thoại của mình hay không? Em có. Vậy cái này thì em sẵn sàng vì mình đã tin tưởng đâu rồi, cái đấy là em sẵn sàng chia sẻ. Điện thoại của em thì em sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng cho anh kiểm soát, nhưng mà em thì em không thích kiểm soát điện thoại người khác, tại cái đó là quyền riêng tư của ảnh. Mình tôn trọng nhau, mình quen nhau là mình tôn trọng lẫn nhau, tốt nhất là không nên em nghĩ là em không nên làm vậy. Rồi nếu hai đứa cãi nhau thì ai sẽ là người xin lỗi, mình thảo luận với nhau đi. Tính của em cũng hơi nóng tính, nếu như mà cãi nhau thì em mong anh có thể làm hòa trước, tại vì em nếu mà làm hòa trước thì chắc tính em cũng hơi cứng đầu một chút. Cái này anh có tính kiên trì lắm, em mới yên tâm cái vấn đề đấy. Từ nãy tới giờ Bình luôn chia sẻ là rất là ghét lăng nhăng. Tại sao em lại bị ấn tượng về cái vấn đề lăng nhăng như vậy? Vì em đã trải qua một quá trình đầu nên em kiểu trung học phổ thông, kiểu người mình có mình rồi còn nhắn tin hay là đi chơi người kia là em biết. Như vậy là lăng nhăng. Vâng, lăng nhăng là không được nhắn tin, không được đi chơi với người khác là lăng nhăng. Ví dụ đó là giống như em đi, đó là một mối quan hệ xã hội thì sao? Dạ đúng rồi, em cũng nghĩ là mình có thể đi chơi với bạn chứ. Bạn bè thì cái đấy là thoải mái, mà để mà mình xem bạn bè đến mức độ nào thôi. Chứ không phải là bạn bè là cái gì cũng đến mức cái độ mà quá của mình đi được. Em đó. Thấy là có những người họ nhắn tin giống như bạn bè, họ giỡn với nhau thôi. Nhưng mà nếu như mày gặp trường hợp đó anh có ghen? Chắc cũng ghen một xíu đó. Nhưng mà anh ghen xíu là hết à? Nhưng anh không giận nhiều, anh không giận dai được. Tức là có nhiều người mà ví dụ thích, ví dụ như là mình thích người họ đó là quyền của mình hay không, họ thích mình là mình không có cấm cản được đúng không mấy anh? Ví dụ có nhiều người thích với An, nhắn tin với An thì em khó chịu không? Với chị bạn bè giỡn với nhau thôi thì bình thường chứ đâu có gì đâu mà anh ghen. Cái này đấy là gì? Chắc không ghen được đâu. Anh nghĩ không ghen đâu. Rồi con cái sao tính luôn đi. Thì em cũng thích lắm, tại nhà cũng có mấy đứa cháu, em hay giữ cháu. Nhưng mà nếu như mà sau này về thì anh con cái thì anh thấy sao? Con cái thì đã là con cái của mình rồi, mình phải chăm sóc chứ. Dạ. Mình thích trai gái rồi. Em thích trai hay gái? Không ạ. Đã là con mình rồi, ăn cái gì cũng được. Không quan trọng là trai hay gái. Dạ. Thôi bây giờ hát tặng nhau một bài đi nào, chúng ta. Dạ, em thì em giờ em quên hết, em không nhớ gì là bài hát nào. Anh hát tặng em một bài đi. Anh sẽ hát bài. Dạ. Bài Mắt Cười đi. Mắt Cười của ca sĩ Hoàng Hải. Mắt Cười và em. Đôi chân đi tìm một người yêu thương khi trái tim tổn thương. Sáng em hôm nào chợt lòng đi ngang mắt tôi xin cười. Ta tìm em trên con phố ấy, ta đợi em góc ngã tư đường qua. Mong tình yêu cho đôi ta gặp gỡ, xin em hãy quay về đây. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ chuyện như vậy là nhiều rồi đó nha. Để ta cứ bấm đi em trai. Để ta cứ bấm đi bé đã ra. Theo anh đánh giá thì đây là cặp đôi rất là dễ thương ha. Các bạn tuy còn tuổi đời còn nhỏ nhưng các bạn hiểu rất là sâu về nhiều vấn đề và rất là năng động. Một chàng trai có chí hướng, có quyết tâm, có nghị lực. Một cô gái rất là hiền hậu, đúng với bản chất của người phụ nữ trong gia đình. Anh nghĩ rằng hai bạn rất là hợp với nhau. Còn bây giờ thì tự trái tim mình mách bảo thôi. Nếu có rung động thì bấm. Bởi vì chúng ta đang đối diện với ba mẹ, bạn bè, người thân, hàng triệu khán giả. Đừng nói dối con tim mình nha. Nếu mà có rung động chúng ta hãy cho nhau cơ hội. Còn không rung động thì để cơ hội để cho người khác. Và rất mong là các bạn sẽ nắm tay nhau và ra về ha. Rồi, sẵn sàng nha. Tay đã lúc bấm sẵn sàng. Nhắm mắt lại, kiểm tra lại cảm xúc của chính mình một lần nữa. Sau 3 tiếng đếm thì các bạn hãy có câu trả lời cho chính mình. Nhắm mắt lại nha. Chậm chậm thôi cho các bạn suy nghĩ. 3 2 1 Hết thời gian. Wow. Okay. Chúc mừng em. Các bạn nắm tay nhau đi. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Đây là quà của bạn. Dạ. Đây những chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 2012 lễ chiến thắng. Giữ để xem phim nha. Dạ. Bây giờ thì xin phép mẹ tương lai, mẹ vợ tương lai dạ. Cho con được hẹn hò với nhau, rồi cho con được tìm hiểu với nhau. Hứa cái gì đó thì nói đi, bắt đầu. Vâng, con khi con thì hôm nay lên là con hơi run quá, nhưng mà con sẽ hứa nếu mà bọn con mà có duyên, có số, con phận gì đấy, con sẽ chăm sóc em cũng giống như chăm sóc gia đình của mình vậy. Cô nói đi con. Rồi, nghe rồi đó con. Nói đi con. Cô cũng cảm ơn con. Chúc dạ. Hai đứa có duyên thì sẽ thành đôi.
Dạ. Rồi, con cảm ơn. Rồi, xin phép bác con hôn bạn gái. Dạ, cho con xin phép hôn em gái. Em đồng ý nó được không? Em đồng ý không? Không. Này mắc cỡ hả? Nếu chúng ta bấm nút bằng trái tim của mình thì nụ hôn nó không quan trọng, để đánh dấu cái ngày mà các bạn bấm nút bằng trái tim của mình. Hả? Không sao, hôn má thôi, hôn má thôi. Trời ơi, em của em chưa hôn ba lần nào. Rồi. Cái nụ hôn đầu đời nó phải quan trọng lắm. Để hôn vào má lâu chút xíu cho cảm nhận chút xíu nào. Làm lại, bắt đầu để nguyên nha. Từ từ để nguyên má chứ không phải là tóc. Tóc mới gọi xà bông rồi đó là. Má, má dưới chút xíu nữa. Cảm giác sao? Không em. Không. Chưa vậy chưa có hôn rồi. Hôn nó phải cảm giác. Hôn nụ hôn đầu tiên đó. Cái này nữa các bạn lấy nhau rồi á, chẳng may á, coi lại cái này á. Nó mới hay. Dạ. Hôn đi. Hôn lại từ từ hôn má đàng hoàng. Được chưa, đúng chưa? Dạ đúng rồi. Thấy sao? Thấy sướng. Rồi, chúc mừng các bạn nha. Dạ. Đây những món quà từ chương trình. Một cái cặp gối của nệm cao su. Một cái cặp gối của nệm cao su Vinalatex. Và một phiếu giảm giá 50% dành cho các bạn. Đây là hai phần quà gửi tặng tới các bạn đến từ thương hiệu mỹ phẩm Đăng Dương. Đây, gửi tặng cho các bạn nha. Còn nhiều lắm, chia nhau ra cầm nha. Một món quà của Việt Nam Cacao, mật của đất. Chúc tình yêu các bạn sẽ ngọt ngào như thanh sô-cô-la này. Gửi tặng tới các bạn, đây là máy nước nóng thương hiệu nhập khẩu từ Malaysia, thương hiệu Sencon đây. Đây nha, còn cái bự hơn. Và đây là bình nước nóng Atlantic Pháp. Đây, được nhập khẩu 100% ở Thái Lan nha. Cầm đi cưng, cầm đi. Ông được không, Còn hai cua nữa kìa. Và quan trọng hơn, đây là một chiếc TV Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ dành cho gia đình Việt. Chiếc TV này sẽ ở trong nhà các bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Hay, chúc mừng một lần nữa. Cầm luôn đi, cầm cho bé luôn nha. Cho con gái rồi. 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 Chúc mừng các bạn một lần nữa. Sao mặt buồn vậy? Sao mặt? Không có. Không có hả? Không có hả? Mặt vậy thôi. Xinh lắm. Cố gắng là hai bạn tìm hiểu nhau kỹ nha. À, thật sự là anh làm ai làm mối rất nhiều. Anh thấy hai bạn có gương mặt cu thê đấy. Hai bạn rất là hiền. Và hy vọng rằng mong muốn rằng hai bạn sẽ tìm hiểu sớm để thông báo cho chương trình nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã tới với chương trình. Nè, em đi trước đi. Không đi, hãy cầm đồ em luôn. Tại vì em xuống đi, đem mua gì đó xuống kìa. Rồi, lên đem mua em đồ xuống đi. Dạ. Cua với cái kia kìa. Thôi đi về bỏ cua lại cho em. Còn cua với gì nữa kìa. Để lấy luôn đi em. Đây đây, để chị bưng lại phụ cho, chị bưng phụ cho. Ủa, cua đâu? Trời ơi, bưng hai con cua xuống kìa. Sắp xuống kìa rồi. Còn nữa nè, trời ơi, còn quá trời luôn. Rồi,